Thưa quý vị và các bạn, những ngày này tại Trung tâm Truyền hình Triển lãm Hội chợ Quảng cáo Thanh Hóa đang diễn ra triển lãm mỹ thuật và nhiếp ảnh kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng tới chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa 29 tháng 7 năm 1930, 29 tháng 7 năm 2020, Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. 130 tác phẩm thuộc lĩnh vực mỹ thuật và nhiếp ảnh được trưng bày tại triển lãm lần này là 130 góc nhìn về đất và người xứ Thanh trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, kỹ thuật, an ninh quốc phòng, phong trào xây dựng nông thôn mới, những gương sáng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng và phát triển quê hương, đất nước. Triển lãm mỹ thuật và nhiếp ảnh kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng tới chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh 29 tháng 7 năm 1930, 29 tháng 7 năm 2020. Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và tiến tới Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ 13 được thực hiện ngay sau thời gian toàn xã hội thực hiện giãn cách phòng chống dịch COVID-19. Chính vì vậy, công tác chuẩn bị cũng như truyền thông, quảng cáo gặp không ít khó khăn. Sau Tết Nguyên đán do là thực hiện cái quy định về giãn cách xã hội, cho nên là sự mà gọi là trao đổi về nghiệp vụ, về chuyên môn giữa các họa sĩ với nhau, rồi là cái sự gọi là phối hợp giữa các cơ quan có những cái khó khăn. Khi chuẩn bị cái công tác này thì đúng vào cái đợt dịch Covid, thành ra cái điều kiện để mà anh em trong ban tiếp xúc trao đổi với nhau về công tác, về nghiệp vụ, về thẩm định chất lượng ảnh là rất khó khăn. Tất cả hầu như đều trao đổi trên điện thoại và email, chứ còn để trực tiếp mà làm việc với nhau là không có. Cái đó là cái cực kỳ khó khăn để hình thành một cái triển lãm mà đòi hỏi những tác phẩm trong đó phải được cái sự thẩm định gắt gao, chính xác thì mới nâng cao cái chất lượng của những tác phẩm ở trong triển lãm. Khắc phục những khó khăn chủ quan và khách quan này, vào ngày 15 tháng 5, triển lãm đã chính thức mở cửa đón công chúng yêu nghệ thuật. Đây không chỉ là dịp để công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu hơn về truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc, bồi dưỡng và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết, niềm tự hào về ý chí tự lực tự cường dân tộc và sự nghiệp đổi mới của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà còn góp phần khuấy động phong trào sáng tác cũng như thưởng thức nghệ thuật sau thời gian dài cách ly và giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID. Trong những năm gần đây, nhiếp ảnh và mỹ thuật Thanh Hóa có bước phát triển vượt bậc. Nhiều tác phẩm của các nghệ sĩ xứ Thanh với góc máy sáng tạo, chất lượng ảnh đẹp đã đạt giải cao tại các triển lãm ảnh trong nước và quốc tế. Cùng với đó, nhiều họa sĩ Thanh Hóa với niềm say mê sáng tạo, sự tìm tòi bứt phá trong ý tưởng nghệ thuật, phong cách thể hiện, chất liệu sáng tác đã ghi dấu ấn với giới mỹ thuật cả nước và liên tục giành giải thưởng tại các triển lãm mỹ thuật danh giá. Điều này giúp nâng cao uy tín và vị thế của mỹ thuật, nhiếp ảnh Thanh Hóa, bước đầu đặt nền tảng cho việc kết nối thị trường các sản phẩm mỹ thuật xứ Thanh với cả nước. 55 tác phẩm mỹ thuật, 75 bức ảnh sáng tác về chủ đề đất và người xứ Thanh đã khẳng định, tôn vinh những thành tựu kinh tế xã hội của tỉnh và các ngành, địa phương trong những năm qua. Đến xem triển lãm, công chúng yêu nghệ thuật có thể dễ dàng bắt gặp những tác phẩm đã gặt hái được nhiều giải thưởng trong và ngoài tỉnh. Đó là những tác phẩm có chất lượng cao với tư duy, ý tưởng nghệ thuật mạch lạc, phong cách mới. Theo đánh giá của giới chuyên môn, các tác phẩm được chọn treo tại triển lãm lần này khá phong phú về đề tài cũng như phương pháp thể hiện. Qua các tác phẩm, có thể thấy diện mạo của một Thanh Hóa đổi mới và hội nhập. Cùng với đó, các tác giả cũng thể hiện lòng yêu kính, gắn bó của nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đối với Đảng, Bác Hồ, Chính phủ, Quân đội Nhân dân Việt Nam.
đến và xem một số tranh của các họa sĩ tham gia trong rất nhiều đề tài rất đa dạng, kể cả về chất liệu và các tác phẩm, rất ấn tượng. Với những cuộc triển lãm như này thì mình rất là hay tham gia và được các thầy dẫn dắt và đến những cái cuộc triển lãm để học hỏi và rút kinh nghiệm. Đến với triển lãm lần này, các thành viên của Ban ảnh Hội Văn học Nghệ thuật Thanh Hóa đã giới thiệu tới công chúng 75 khoảnh khắc của hiện thực đời sống, các giá trị về văn hóa, lịch sử, phong tục, tập quán, vẻ đẹp thiên nhiên, con người trong đời sống thường nhật cũng như trong lao động sản xuất. Chúng tôi rất là nỗ lực đi sáng tác để đóng góp ảnh của mình cũng như của các thành viên trong ban ảnh ở cuộc triển lãm này để cho cuộc triển lãm được thành công. Công tác trong ngành giáo dục nhưng anh Nguyễn Anh Huấn lại có niềm say mê sâu sắc với nghệ thuật nhiếp ảnh. Nhiều tác phẩm của anh đã gặt hái được thành công tại các cuộc thi trong và ngoài tỉnh. Tham gia triển lãm lần này, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Anh Huấn đem tới cho công chúng một tác phẩm khá ấn tượng. Bức ảnh Nắng Sáng Buồn Đôn được tôi chụp vào lúc khoảng 6 giờ sáng. Để chụp được bức ảnh này thì anh em phải xuất phát từ nhà đi khoảng lúc 3 giờ và chọn cái thời khắc buổi sáng sớm bình minh khi sương mù vây trong bản để có khoảnh khắc đẹp nhất. Chắc chắn là trong cái chuyến đi này thì tác giả Nguyễn Huấn đã ghi lại được rất là nhiều những khoảnh khắc đẹp ở Bản Đôn đúng không ạ? Vậy thì tại sao anh lại quyết định gửi bức ảnh Nắng Sớm Bản Đôn tham gia triển lãm lần này ạ? Bởi vì Bản Đôn nó thuộc quê hương của Bá Thước, mình là người con của quê hương Bá Thước, thì cũng qua triển lãm này mình muốn giới thiệu về quê hương Bá Thước là một điểm du lịch đang nổi lên với những phong cảnh vùng quê rất yên bình, có nhiều cảnh đẹp. Cũng giống như các hội viên ban ảnh, tham gia triển lãm mỹ thuật và nhiếp ảnh lần này là cơ hội để các họa sĩ, tác giả xứ Thanh đưa tác phẩm đến gần hơn với công chúng. 55 tác phẩm mỹ thuật đã được các tác giả thai nghén, sáng tạo trong một thời gian dài với nội dung, chủ đề đa dạng, phản ánh một cách toàn diện, sắc nét các mặt đời sống, kinh tế, xã hội của tỉnh. Với các họa sĩ xứ Thanh, việc làm mới tác phẩm của mình thông qua chất liệu, hình thức thể hiện luôn là yêu cầu cấp thiết mỗi khi sáng tác. Tham gia triển lãm lần này, họa sĩ Lê Hải Anh lựa chọn tác phẩm tranh đồ họa trên chất liệu gỗ để mang đến nét tươi mới cho người xem. Chất liệu nó chỉ là một phần của nghệ thuật hội họa thôi. Cái mục đích hướng đến cuối cùng của người nghệ sĩ là tải cái thông điệp của cái đẹp đến với công chúng. Thì mình chọn cái chất liệu này vì là mình yêu thích nó là một cái kỹ thuật của tranh dân gian Đông Hồ và mình sử dụng cái bản in để mình làm tranh. Và cái kỹ thuật khắc thì cần cái sự cần mẫn và cái sự kiên trì của cái người nghệ sĩ. Đó là một cái thử thách mà khi mà mình làm nghệ thuật mình muốn đi đến cùng của nó thì mình phải học tập. Tuổi đời cũng như tuổi nghề còn non trẻ nên hai nữ họa sĩ Thủy Nguyễn và Nguyễn Ngọc, thành viên câu lạc bộ họa sĩ trẻ Nam Sơn, luôn ý thức tìm tòi, học hỏi từ các cô chú, anh chị đồng nghiệp, nỗ lực sáng tạo cho từng tác phẩm. Với hai nữ họa sĩ, việc có tác phẩm được trưng bày tại triển lãm lần này là thành quả đáng ghi nhận cho con đường hoạt động nghệ thuật của họ. Anh được biết là trong cuộc triển lãm lần này thì hai tác giả là Nguyễn Ngọc và Thủy Nguyễn, mỗi người thì đều có hai tác phẩm đúng không ạ, tham gia trưng bày ở triển lãm. Vậy thì có tác phẩm được trưng bày trong triển lãm bên cạnh rất là nhiều những cây đa, cây đề của làng mỹ thuật xứ Thanh, thì không biết là tác giả Thủy Nguyễn và Nguyễn Ngọc thì có cảm xúc như thế nào ạ? Rất vinh dự và rất tự hào, rất hào hứng là mình được đứng cùng hàng ngũ các họa sĩ cây đa, cây đề. Cái thứ hai là mình học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm ở trong cuộc triển lãm lần này. Vâng, đấy là những cảm xúc của tác giả Thủy Nguyễn. Vậy còn với tác giả Nguyễn Ngọc ạ, cảm xúc của chị như thế nào khi mà được tham gia cái cuộc triển lãm lần này ạ? Cuộc triển lãm này thì em thấy rất là bổ ích cho các bạn trẻ, nhất là đối với các họa sĩ trẻ như bọn em. Có thể khẳng định, việc tham gia những triển lãm nghệ thuật như thế này chính là cơ hội giúp các nghệ sĩ, những người hoạt động trong địa hạt sáng tạo có thêm cơ hội giao lưu, học hỏi, tích lũy tri thức, mở rộng nhãn quan sáng tác để có thêm nhiều tác phẩm nghệ thuật giá trị, phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật ngày càng cao của công chúng, làm dày thêm kho tàng các giá trị văn hóa của tỉnh.